Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tin học. Ở kiểm tra giữa kỳ lần này, hình thức kiểm tra sẽ là thực hành, thời gian 45 phút. Nội dung gồm có nhập dữ liệu vào bảng tính, định dạng trang tính, thực hiện các phép tính, sắp xếp và lọc dữ liệu. Sau đây sẽ là hướng dẫn thực hành. Ở đây cô có một bài ví dụ, đề bài gồm có một Em hãy nhập bản tính sau đây. Câu 2. Thực hiện tính điểm trung bình, tổng điểm tầng môn, xác định điểm trung bình thấp nhất và điểm trung bình cao nhất. Câu 3. Định dạng cho bản tính như mẫu. Câu 4. Sắp xếp cột điểm trung bình theo thứ tự tăng dần. Câu 5. Em hãy lọc những bạn có điểm 10 môn tinh học. Sau đây cô sẽ hướng dẫn em thực hành bài này trên máy tính. Các em lưu ý, đây chỉ là bài mẫu để hướng dẫn các em thực hành các thao tác sẽ có ở bài kiểm tra thực hành. Sau đây là video hướng dẫn thực hành. Ở đây cô để hình bảng điểm lớp 7A để em có thể dễ dàng quan sát khi cô thực hành. Đầu tiên ở câu 1 đề yêu cầu nhập bản điểm lớp 7A. Ở đây cô đã nhập bản điểm lớp 7A vào rồi. Tiếp theo, đề yêu cầu tính điểm trung bình, tổng điểm từng môn. Điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất. Trước khi tính điểm trung bình, Cô sẽ kéo giãn các cột họ tên. Cột công nghệ. Với cột điểm trung bình ra để những cột này không lớn qua các cột khác. Tiếp theo cô sẽ tính điểm trung bình. Điểm trung bình chúng ta sẽ sử dụng công thức hàm. Hàm để tính điểm trung bình là hàm average. À, Ở đây chúng ta có 5 môn. Em sẽ chọn môn đầu tiên, sau đó nắm kéo tới môn cuối cùng Nhờ đóng ạ. Enter Em có thể gõ hết từ 1 cho tới 12 bạn, nhưng em cũng có thể copy công thức Có nhiều cách để copy công thức Ở đây cô sẽ dùng cách đơn giản nhất Cô chọn lại ô đã có công thức rồi Cô sẽ đưa con chả chuột vào góc dưới bên tay phải Cho đến khi nào con chả chuột biến thành dấu cộng màu đen Lúc đó cô sẽ nắm kéo Cuối cùng cô sẽ được cột điểm trung bình Tiếp theo, tổng điểm từng môn ở đây cô sẽ kéo cột họ tên ngọng ra một chút để vừa giới điểm trung bình cao nhất và thấp nhất. Tổng điểm từng môn. Tổng điểm thì chúng ta sẽ sử dụng hàm sum bằng sum. Đầu tiên là môn toán, em chọn ô đầu tiên sau đó nắm kéo tới ô cuối cùng. Đúng rồi, nhấn Enter sẽ ra được tổng điểm của môn toán. Tiếp theo là những môn còn lại Cũng giống như lúc nãy em có thể chọn copy công thức Thay vì nắm kéo giống lúc nãy Thì vẫn còn một cách copy công thức khác Đó là nhấn chuột phải Chọn copy Sau đó Cô sẽ chọn những ô chưa có công thức Và nhấn chuột phải Chọn pass Cô sẽ chọn cái pass đầu tiên Đây Mỗi lần copy công thức Địa chỉ ô và địa chỉ khối sẽ thay đổi tương ứng Ở đây là cột D Nên sẽ có D13 và D14 Tương tự như vậy ở cột G sẽ có G3 đến G14. Tiếp theo là điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất. Ở đây người ta nói đến điểm trung bình cao nhất. Điểm trung bình chính là cái cột này. Ở điểm trung bình cao nhất thì cô sẽ chọn ô này để gọi công thức. Bằng điểm trung bình cao nhất. Cao nhất thì chúng ta sẽ sử dụng hàm max bằng max. Điểm trung bình. Em sẽ dò ở cột điểm trung bình thì chọn ô đầu tiên sau đó nắm kéo tới ô cuối cùng là ô H14 rồi đóng ngoặc nhấn Enter điểm trung bình cao nhất sẽ là 9,8 này đây, đây là 9,8 em không gõ số trực tiếp vào nha tiếp theo điểm trung bình thấp nhất thấp nhất chúng ta sẽ sử dụng hàm min cũng là chọn cột điểm trung bình ô đầu tiên và nắm kéo tới ô cuối cùng ở đây ra được 7,4 là điểm thấp nhất trong cột điểm trung bình này 7,4 nằm ở đây là điểm thấp nhất ở đây ở câu số 3 đề yêu cầu định dạng bản tính như mẫu ở bảng điểm lớp 7A này chúng ta sẽ định dạng như mẫu đầu tiên nhìn vô bảng này em sẽ thấy đây là phong chữ time new woman tại vì đây là phần hướng dẫn nên cô không có để chi tiết cái đề ra còn khi làm kiểm tra thì đề sẽ nói chi tiết là sẽ dùng phong chữ gì và cỡ chữ như thế nào đầu tiên là phong chữ tham New của mình phong chữ này áp dụng cho toàn bản nên cô sẽ chọn toàn bản để chọn toàn bản em sẽ bấm vào nút bên trái của cột a chính là nút này sau đó em lên phần chỉnh phong chữ ở đây excel cho sẵn em một cái phong chữ mặc định cô sẽ xóa cái phong này đi và sửa lại cái phong tham New của Em chỉ cần gõ vài chữ thôi Thì nguyên cái tên phong sẽ hiện ra Sau đó nhấn Enter Và nguyên cái bảng này sẽ đổi phong Theo cái phong vừa gõ Cỡ chữ Khi em thực hành cô luôn nói em là sử dụng cỡ chữ 13 Nên ở đây chúng ta cũng sẽ sử dụng cỡ chữ 13 Em gõ số 13 vào đây và nhấn Enter Vậy là xong phần phong chữ và cỡ chữ Tiếp theo Em quan sát, chữ bảng điểm lớp 7A được canh giữa có màu chữ và màu nền. Canh giữa từ A1 cho tới H1 thì em sẽ chọn từ A1 cho tới H1. Đây là ghép ô nên sau khi chọn những ô này xong, em sẽ bấm nút ghép ô ở trên đây. Vậy là tất cả các ô từ A1 cho tới H1 đã được ghép lại thành một ô duy nhất. Rồi quan sát tiếp theo. Bảng điểm lớp 7A này có cỡ chữ to hơn những cỡ chữ bên dưới Khi làm bài kiểm tra thì đề sẽ cho sẵn em đó là cỡ chữ bao nhiêu Còn ở đây chúng ta sẽ lấy cỡ chữ là 20 Đây là kiểu chữ đậm Rồi anh đậm lên tô màu đỏ Đồng thời màu nền là nền vàng Nếu em thấy cái hàng này quá thấp thì em có thể nắm kéo cái hàng số 1 này cao hơn bằng cách đưa con chó chuột vào giữa hàng 1 và hàng 2 Sau đó nắm kéo xuống Vậy là hàng số 1 này đã được cao hơn Lúc này em thấy bảng điểm lớp 7A nằm ở phía bên dưới thì em sẽ bấm lại vào cái nút canh giữa Thì bảng điểm lớp 7A này nó sẽ vô giữ cho em Tiếp theo, hàng số thứ tự họ tên toán vật lý ngữ văn Hàng này được in đậm và căn giữa Vậy thì cô cũng sẽ chọn từ số thứ tự họ tên đến điểm trung bình Sau đó in đậm, căn giữa ở đây có tô màu nền Cô cũng sẽ tô màu nền Tiếp theo Từ A3 cho tới G8 Là một màu Cô sẽ chọn từ A3 cho tới G8 Tiếp theo Từ A9 cho tới G14 Là một màu Khi em thực hành thì em có thể làm những cái màu mà gần giống như đề nói thôi cũng được Chẳng hạn như là đề yêu cầu màu cam Thì màu cam có rất là nhiều màu cam Cam lợt, cam đậm gì đó Thì em chọn cái màu nào mà em cảm thấy là nó tương đối và không chói mắt Tiếp theo cục điểm trung bình là màu xanh Cô chọn cục điểm trung bình và tô màu xanh Đây, ở đây có nhiều màu xanh Thì cô chọn màu xanh nào cũng được Do khi làm bài kiểm tra giấy là trắng đen nó không có nhìn thấy màu được nên đề chỉ yêu cầu màu phía bên dưới còn màu như thế nào thì em có thể tự chọn tiếp theo những con số gộp toán và công nghệ đều được căn giữa ở cột điểm trung bình này không có yêu cầu căn giữa hoặc gì hết thì em có thể chọn căn giữa hoặc là không căn giữa ở phần này sẽ không bị mất điểm ở đây cột ngữ văn hơi hẹp cô sẽ kéo cột ngữ văn ra công nghệ cũng vậy điểm cho điểm trung bình cao nhất thấp nhất vẫn còn bị thiếu một tí ha rồi tiếp theo vẫn nằm trong cái bảng thì ở đây bảng này đã được kẻ đường biên theo kiểu kẻ tất cả đường biên cô cũng sẽ kẻ đường biên cho cái bảng này nắm kéo và kẹo và chọn kiểu kẻ đường biên Tiếp theo, tổng điểm tầng ngôn là có màu nâu, in đậm. Điểm trung bình cao nhất là màu tím. Của mình đậm. Điểm trung bình thấp nhất là màu xanh và in đậm. Vậy là cô đã hoàn thành xong phần định dạng trang tính. Câu số 4 sắp xếp cột điểm trung bình theo thứ tự tăng dần. Để sắp xếp cột điểm trung bình, cô sẽ chọn một ô bất kỳ trong cột điểm trung bình. Này, ô nào cũng được, cô chọn một ô. Sau đó cô sẽ vào thẻ data là thẻ này. Và sau đó chọn một trong hai nút sắp xếp để yêu cầu sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Theo thứ tự tăng dần sẽ là từ A cho tới Z là nút này, cô sẽ bấm nha. Đây. Sau khi cô sắp xếp xong thì cột điểm trung bình đã được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn đó là theo thứ tự tăng dần và những cột bên cạnh cũng được xáo trộn vị trí tương ứng với những cái điểm này câu số 5 lọc điểm 10 môn tinh học để lọc điểm 10 môn tinh học cô sẽ chọn tiêu đề của cột tinh học nhưng mà khi em thực hành có thể một số máy sẽ bị lỗi ở phần này do cái tiêu đề này đã được ghép ô do đó khi thực hành tốt nhất em hãy chọn hết hàng tiêu đề tức là bắt đầu từ hàng số thứ tự này cho tới hết cái cột điểm trung bình là nguyên một hàng này thôi sau đó em vào data và chọn filter để lọc điểm 10 môn tin học em sẽ nháy chuột vào nút mũi tên tại cột tin học sau đó em sẽ thấy ở đây tất cả các số của cái cột điểm đó em sẽ bấm lên đây để tắt hết tất cả những dấu tích này đi tại vì số nào được hiện thì số đó sẽ được tích ở đây đề chỉ yêu cầu là lọc điểm 10 môn tin học tức là những bạn nào được điểm 10 môn tin học mới được hiện ra thì điểm 10 mới được hiện ra nên em sẽ chỉ tích vào số 10 thôi, sau đó nhấn OK. Đây, ở đây sẽ lọc được một bạn, đó là bạn Phạm Như Anh. Là bạn duy nhất được điểm 10 môn tin học. Sau khi lọc xong, hoặc là nếu mà em lọc sai thì em cứ bấm vào filter, tắt cái chế độ lọc này đi và lọc lại. Vậy là cô đã hướng dẫn xong các thao tác quan trọng khi em làm bài kiểm tra thực hành có điểm lại một số điểm cần lưu ý khi em làm bài thực hành. Khi làm bài thực hành, đầu tiên em cần phải gõ hết cái bảng dữ liệu này vào, đừng chỉnh bất kỳ thứ gì hết. Nhiều bạn tốn thời gian để chỉnh cái chữ bảng điểm lớp 7A này, rồi một hồi bạn không kịp giờ. Em cứ gõ hết dữ liệu từ trên xuống dưới. Và sau đó em sẽ tiến hành tính các điểm trung bình và tổng điểm và tìm điểm cao nhất thấp nhất. Xong hết những phần đó, sau đó em sẽ tiến hành định dạng Tức là sẽ chỉnh màu tô màu nền kẻ đường biên cho nguyên cái bản tính này Nhớ là tất cả những phần định dạng này đều nằm ở thẻ Home Đối với phần bảng điểm lớp 7A, nút ghép ô là cái nút này đây là Center Nó cũng là nút tách ô Nếu mà bạn nào lỡ quên chọn hết nguyên cả hàng số 1 Rồi sau đó bấm ghép ô dẫn đến cái chữ bảng điểm lớp 7A Nó biến mất thì nhớ bấm lại cái nút ghép ô đó thì lúc này cái chữ bản điểm lớp 7A này nó sẽ quay trở về với em Nếu em tô sai màu giống như thế này Em cũng chọn hết nguyên cái hàng bị sai màu Sau đó em lên cái fill color Và chọn cái no fill Là sẽ bỏ được cái phần tô màu bị sai đó Rồi bây giờ cô sẽ chọn lại từ A1 đến H1 Và cô sẽ bấm lại ghép O Rồi tô màu lại cho đúng Những phần như in đậm, canh giữa Em quan sát cái hình của đề cho Trên hình em sẽ nhận biết được Đâu là phần canh giữa, đâu là phần in đậm lưu ý đối với phần sắp xếp dữ liệu chỉ chọn một ô trong cột rồi vào data và chọn một trong hai cái nút sắp xếp dựa theo đề bài yêu cầu còn đối với phần lọc dữ liệu lọc dữ liệu em cứ chọn hết nguyên cái hàng tiêu đề để tránh em bị lỗi em cứ chọn hết nguyên hàng tiêu đề sau đó em bấm filter và đây yêu cầu lọc cột nào thì em bấm vào cái nút mũi tên của cột đó lúc nãy là đề yêu cầu lọc cột tinh học chẳng hạn như bây giờ đề yêu cầu lọc 8 điểm công nghệ thì em sẽ chọn công nghệ và cũng tắt hết những cái giao tích này đi và sau đó bấm vào số 8 và bấm ok là sẽ ra được cái những bạn nào có 8 điểm môn công nghệ không lọc nữa hoặc em lọc sai thì em cứ tắt cái phần lọc dữ liệu đó đi em cứ thực hiện lại các thao tác đó các em nhớ ôn luyện kỹ các thao tác này để làm bài thực hành nhớ là cái phần gõ dữ liệu sẽ là phần cao điểm nhất còn phần định dạng trang tính sẽ ít điểm hơn nên khi làm bài nhớ là gõ hết toàn bộ các bảng tính trước để lấy cái phần điểm cao nhất trước Bài học đến đây là kết thúc. Em ôm lại các thao tác đã học và chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ 2.